Bố trí bàn thờ ở nhà chung cư như thế nào mới chuẩn theo nguyên tắc của phong thủy? Đây là nỗi băn khoăn của rất nhiều gia chủ. Tuệ An sẽ giải đáp trong video này nhé. Quan điểm phong thủy cho rằng nhất vị nhị hướng, với ngụ ý trong mỗi một ngôi nhà, dù đặt đồ vật nào đi chăng nữa cũng cần quan tâm đến vị trí trước tiên, rồi sau đó mới đến chọn hướng. Khi lựa chọn vị trí bàn thờ ở nhà chung cư, gia chủ cần ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, bàn thờ không được đặt cạnh nhà vệ sinh hay phòng tắm. Việc đặt bàn thờ cạnh phòng tắm này, nhà vệ sinh là điều tuyệt kỵ trong phong thủy. Nhà tắm và nhà vệ sinh là nơi chứa rất nhiều uế khí, không được sạch sẽ. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến vận trình tài lộc cũng như hòa khí của gia đạo. Thứ hai, bàn thờ cần đặt được ở nơi yên tĩnh. Gia chủ nên lựa chọn vị trí yên tĩnh trong nhà, tránh lối đi lại để bố trí bàn thờ tại đó. Khu vực thờ tự nếu bị động sẽ dễ sinh ra những chuyện không hay trong gia đình. Thứ ba, không đặt bàn thờ ở nơi có xà ngang ép đỉnh. Theo quan điểm phong thủy, xà nhà phía trên bàn thờ sẽ tạo ra sự chèn ép, tài lộc không được phát, tinh thần, sức khỏe các thành viên trong gia đạo sẽ bị ảnh hưởng. Thứ tư, bàn thờ không được đặt đối diện cửa ra vào. Theo quan điểm của các chuyên gia phong thủy, đối diện với cửa ra vào mà đặt bàn thờ sẽ mang đến cảm giác bất an, đồng thời sẽ gây nên sự xung khắc giữa các mối quan hệ các thành viên trong gia đình. Thứ năm, bàn thờ không được đặt ngược với hướng nhà. Khi lựa chọn nhà thì mỗi gia đình sẽ xem xét rất kỹ lưỡng về việc chọn hướng nhà phù hợp với tuổi của vợ chồng. Bởi hướng tốt sẽ đem đến sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ. Do vậy, đặt hướng bàn thờ ngược sẽ làm cho các tài khí của gia đình bị hao hụt đi. Để tìm ra vị trí đặt bàn thờ chính xác nhất cho gia đình, quý gia chủ có thể liên hệ tới hotline 1900 2292 hoặc để lại bình luận. Trợ lý thầy Tâm Nguyên sẽ giải đáp chi tiết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.